Phía trước mọi người, đây là một phần mộ của một bé tên là Lượm. Và sau khi bé mất, phía trước phần mộ của bé mọc lên một cái cây mà ở đó những người quản trang nơi đây đã từng chặt bỏ. Không hiểu tại sao cái cây này có sự hồi sinh mạnh mẽ, và nhiều người chứng kiến rằng xung quanh phần mộ này có rất nhiều câu chuyện ly kỳ. Mến chào quý cô bác anh chị. Ngày hôm nay Phong Bụi đang có mặt tại Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa. Trong thời gian qua, chính quyền đang di dời hơn 70.000 phần mộ. Và trong số đó có những phần mộ mà đến ngày hôm nay không có thân nhân. Những phần mộ đó nằm lạnh lẽo giữa những nấm mộ hoang tàn đã được bốc đi. Và phía trước mọi người đây là 21 phần mộ, 21 em bé mất đi không có cha mẹ đến nhận. Trong thời gian qua, Phong Bụi, Nhân Chứng và thầy Trúc Phương đã tổ chức một lễ cúng cho các em bé ở đây. Và lúc trước thì tụi mình có đặt một cái máy niệm Phật ở vị trí này. Trong thời gian qua, ngày cuối năm thì cái máy này ngưng hoạt động. Nhưng bất ngờ sáng mùng 1 Tết, người quản trang ở khu vực này, tức là vợ của chú Hẹn, trong quá trình thắp nhang cho những phần mộ của những em bé, thì bất ngờ cái máy này lại phát nhạc và niệm Phật trở lại. Mọi người sẽ nghe được cái âm thanh niệm Phật ở giữa nghĩa trang hoang lạnh như thế này. Và bây giờ Phong sẽ cho mọi người xem cái phần 21 ngôi mộ. Và phía xa xa kia có một phần mộ của một em bé mà khi mà chôn em thì bỗng dưng xuất hiện một cái cây mọc lên, tỏa bóng mát xung quanh những phần mộ còn lại. Cây này dù vợ chồng của chú Hẹn đã chặt bỏ đi rồi, nhưng mà chúng vẫn hồi sinh trở lại, vẫn phát triển trở lại. Và ở đây là những cái tro tàn mà những phần mộ khác họ cải táng đi, họ bỏ trong những cái bao. Cho nên là khi mà bước vào đây thì cũng ái ngại cái việc đạp phải phần xương hoặc là những cái phần mộ của những người vô danh hoặc những người không có thân nhân. Đây là một phần mộ của một bé này. Đây phần mộ của một bé nữa được đánh số. Vừa đi đốt vòng ngang cái máy này nó đọc kinh lên. Dạ. Cái cô đứng, cô niệm Phật, cô đọc kinh. Vậy là sáng mùng 1 Tết là những ngày qua là cái máy đọc kinh nên nó bị hư rồi. Ừ. Sáng mùng 1 nó nói vô nói trong xã hết hồn đấy. Ông rồi thắp nhang cho nó đứa nhỏ cái tự nhiên cái máy mà phát cái gì ông thầy ông gắn đó đó. Đọc kinh lên tôi rợn tóc liền. Thiệt, mấy bữa thì có bữa thì nó ấy được, có bữa không, nhưng mà sau sáng mùng 1 là trời chưa có nắng, thường thường là hư nhờ ánh nắng của mặt trời. Đây là cũng gọi là tâm linh đúng rồi. Thiệt, cô thì cô cũng không phải là không tin, nhưng mà đó là sự thật. Ghê thì cô nói, ông ơi, ghê quá. Mấy đứa nhỏ này nó linh lắm mà giờ không có ai bóc nó về hết, tội nghiệp. Dạ. Ở khu vực này thì khoảng bao nhiêu phần mộ em bé mà vẫn chưa bóc mộ hết cô? 21 cái. 21 cái. Bữa cô ra cô kiểm lại. Con thấy là ở trên những cái tấm bia á, họ chính quyền họ có đánh số nè, 602 nè, 603 nè, 606 nè. Là thì nói chung mấy cái mộ này là mấy lúc trước á, Tết nào cô cũng quét voi cô làm hết thì cũng có người lên cho tiền. Nhưng mà chừng thí dụ như chôn cho bé chừng 3-4 năm là bắt đầu năm thứ 5 thứ 6 là bỏ hết. Ít có lên lắm. Nói chung là cũng có lúc lên lúc không, nhưng mà rồi thời gian sau là tự mình cô làm cho mấy bé ăn Tết, cô ra cô dãy mã. Mấy cái mã mà thấp thấp như nè. Nó lúc giờ nó không có cỏ chứ mấy lúc trước cỏ không à. Tết phải ra dạt mã rồi đi cắt cỏ hết rồi đắp lên cao. Mấy cái mã này thì quét dôi cho mấy bé ăn Tết, còn mấy cái nào lưng lưng đất thì xúc đất đổ vô. Nói chung là vợ chồng cô chăm sóc mộ từ nay cũng 20 mấy cái phần mộ này. Thì có cái phần mộ nào mà vợ chồng cô tự động tôn tạo lên không, khi mà không thấy có người thân á
Thì có đó, thì thường thường là Tết 25 Tết là hai chồng cô tự dãy rồi tự quét vôi rồi cho ăn Tết chung với mấy cô bác lớn với tụi nhỏ mà. Con thấy kia là bé vô danh kia là cô biết của ai không? Cái mộ, phần mộ mà thiệt to. Nó có cha đó, nó có cha lên mới làm cái mộ lúc mà chôn mới làm mã đá mài rồi đàng hoàng đó. Dạ, còn bé này, con bé này? Con bé này là nó tên Trọng rồi phải, mờ rồi. Là nó có mẹ, lúc sau mà cái khúc mà mẹ nó lên mà để định bốc nó về á, có cái lúc thì đòi xây mộ, rồi có lúc rồi cái thôi không xây, nói thầy coi làm sao không được, thôi nó nhỏ quá chôn bỏ nó thì thôi để nó dậy đi mơi chiều bốc về. Cái lúc mà năm 2015 á, là có lệnh giải tỏa đó, rồi lên lần đó thôi bỏ luôn. Con nghe nói là dự kiến là cuối năm nay là cái nghĩa trang này giải tỏa sạch nè. Thì gia đình cô tính như thế nào? Thì cái này là phần đất này của thằng em của chị. Em của cô nó đất này đất tư nhân. Nó cho người ta chôn, nó bán cho người ta chôn xong. Thì hiện giờ á, gia đình lên tự bốc, còn bốc thì sau này nó sẽ bốc. Rồi có hướng là đưa về chùa, nếu mà Phật giáo đưa về chùa, còn mấy là đưa về nhà thờ, công giáo thì đưa về nhà thờ, thì ai có giấy tờ thì lên lãnh sao thôi, chứ giờ nhà nước đã lấy thì còn gia đình cô. Gia đình cô thì tới đó chắc cũng đi luôn. Giờ còn ở đỡ, giờ đỡ tốn thì nhà trọ, thì giờ đâu có việc gì làm đâu, phải chui rút con đây thì tháng thay vì ra mướn nhà trọ tháng phải 2-3 triệu rồi, thì thôi còn đây mình sống tự nào vừa quen được thì mình cũng ở đây. Hôm trước thì con có với thầy có cúng ở đây, nhưng mà hôm nay con vào con thấy là cây cối rồi nó bớt đi rồi, giải tỏa bớt rồi. Thì nói chung là hôm Tết có làm lại lần nữa nó sạch sẽ đó, thì thầy cúng xong hình như mấy bữa sau thầy có ghé lại đó. Nhìn tự nhiên cứ mỗi lần mà vào nghĩa trang mà con thấy có những cái phần mộ mà không có thân nhân á, cảm giác mình thấy mình thương quá. Xung quanh là mọi người di dời hết rồi nè, nhưng mà còn nè, còn thì đúng rồi, thì bây giờ á là chịu thôi, chứ giờ ba mẹ nó không lên thì ở đây nói chung là nhiều ít không có, thì cô cũng có mua bó nhang chiều chiều ra đốt nhang, rồi đốt nhang trong nhà mình rồi đi ra rồi thăm tôi nó thôi. Thì ai lên thì nói chung là bỏ luôn từ hôm 2015 tới giờ. 2015 là đến năm nay là 7 năm rồi. 7 năm rồi. Tất cả những mộ này là cô không có làm có tiền hay là gì đó, cô cứ ví dụ như Tết ấy, thì giờ không có quét vôi. Thì hồi xưa thì mỗi năm mỗi quét, Tết nhà cũng quét vôi thì ra dọn cỏ sạch sẽ thôi cho mấy bé nó ăn Tết. Nói chung là vậy. Để con đếm thử. Này một phần này nha. Rồi bé này là 2. Thì tất cả 3, là còn 21 4, cái dồn vô tới trong đó đó, mấy cái mã đất đồ luôn. À kia, còn 2 cái phần mộ nữa kia là 21 còn cái. Còn cái mã mà ngay gốc cây nè, cô kể cho con nghe. Cha mẹ nó lên chôn. Cái con biết nghe nói bị tù tội như sao á. Chôn được năm lên xây mã đàng hoàng, cái mẹ cha nó ở tù hay sao. Cái cây này nó mới lên. Nó vô cái chính giữa như vậy nè. Có nó bứng đứt cái đầu, không có lên. Cô nói cô chặt nó càng lên, phải chi lúc đó cô sáng kiến cô xịt cho nó chết luôn thì được. Cái nó lên cái là cái đầu mã là cái cây này còn nhỏ dưới á. Ồ, để con qua coi thử. Có nghĩa là cái cây này là hồi xưa là cô đã từng chặt rồi. Chặt rồi nè, như tình trạng này nè. Đó là cái đầu mã này nè, nó mực ra luôn vậy nè. Chứ không phải bóc nha. Nè, cái khúc trên nè, còn chính giữa là còn cái mã đó. Đó cái cây này nó ăn hết cái thằng nhỏ này rồi. Cái phần mộ này là mình bốc chưa? Chưa bốc, chôn xong rồi. Thì nó y hệt như vậy nè. Cái cây này nó phát triển lớn quá. Mới mấy năm mà sao nó to dữ cô? Đâu cái mộ này cỡ 20 năm rồi đó con. 20 năm hả? Cây này là cây gì? Cây bả đậu. Cây bả đậu. Là hồi đó nó nhỏ xíu rồi cô chặt rồi. Cứ nó mọc lên vậy. Nó cũng như nó vừa lên chớm. Cái cô chặt cô quét voi vậy đó. Cái mưa rồi nè, nó lên cái nó bắt đầu nó ăn đứt cái mã banh cái đầu nhỏ của cái mộ luôn. Vậy là bây ở giờ dưới này là còn đứa nhỏ. Vẫn còn cốt, cho cốt của em. Nhưng mà giờ chắc nó tiêu hết. Ba mẹ của em là đi tù rồi. Đi tù rồi bỏ luôn vậy đó. Thì mấy năm sau cô cũng mỗi năm thì nói chung là cô lên cô quét tập thể hết. Ai lên con thấy là không có cái bia mộ của em hết à. Đây nè nó nằm.
giờ cào đó. Tên em nằm ở đấy luôn hả cô? Ừ, đây nè, tấm bia nó còn trong đây nè, bị gì cát đất nó dùi vô đây nè. Cô nhớ tên không? Cô nhớ tên em không? Nó tên bỏ rồi con. Nè, hình toán nè con. Nè, thấy không? Tập kiếm gì đây? Hình em nè, trời ơi. Đó, nó chưa. Trai gái thì đó, nó chưa. Ô, dễ thương không? Ừ, nó còn nè. Chôn xong rồi lên xây mã đàng hoàng cái gì. Bắt đầu ở tù luôn, năm hay năm sau. Cái mấy cái ông ở gần nhà đó, ông nói ba má nó đi tù hết rồi. Cái thì thôi, cô thấy vậy cô làm, cô đắp công quả cho nó chứ cô. Chứ đâu có lên đâu cho tiền, thôi dạ. Làm phước cho nó. Mà giờ cây này lớn quá nó làm vậy. Dự kiến thì trong thời gian tới tụi con sẽ tổ chức cái lễ cúng cho mấy cái phần mộ mà không có thân nhân á. Ừ. Thì chắc có gì con sẽ liên lạc lại cô hỗ trợ giùm cho con nha. Dọn dẹp. Bây giờ cái thứ hai nữa là nếu như mà mấy cô chú mà có nhờ con làm lại mấy cái bia á, thì cô lưu giùm con một vài cái thông tin của mấy em. Mình ví dụ như bé này con thấy thương quá, tự nhiên bây giờ lấp hết rồi. Ừ, đó là cái cây này là nó nằm dưới đó. Không biết là cái cây này giờ không chặt được đó. Thôi giờ cũng như là nó theo đất cát về với ông bà rồi. Dạ. Giờ phải chịu thôi chứ giờ sao, chứ giờ phá ra môi ra cũng là còn miếng đất thôi. Con nghĩ cũng không chừng là cái cây này con bé nó muốn mọc cái cây này lên che mát ở khu vực này nè. Đúng không? Con thấy cái tán nó mọc đều luôn mấy cái phần mộ em bé xung quanh luôn nè. Ừ. Không có tên bé ta, chỉ thấy mặt thôi à. Rồi rồi mơ chiều cô giỏi đó, nó tên Bỏ. Bị gì vậy? Bé tên Bỏ hả cô? Ờ, bé tên Bỏ. Nên bỏ giờ ngoái ra nó mờ hết rồi. Hồi dạ. Đó con gái nè, bé tên Bỏ. Cô biết bao nhiêu tuổi không lúc bé mất á? Mới sanh nè, sanh xong chết liền luôn. Mẹ nó nói vậy á, sanh xong chết liền. Ô mà không phải nè, cái hình nó còn bự mà ha, chắc cũng được một dạ. Con nghĩ là chắc ba tuổi á. 4 tháng gì đó, chứ không phải 3 tuổi đâu. Tóc có tóc luôn mà. Ồ dạ. Đó, thôi để thương quá. Thương quá. Ừ. Rồi. Rồi chừng nào con lên thì con nhờ gì thì hai chồng cô sẽ. Dạ, dì tên gì? Dì tên Cúc, nhưng Cúc. Mà kêu là vợ của chú Hẹn. Dạ, đó. Cảm ơn dì. Bây giờ cô quản lý đây nè. Dạ, con cảm ơn dì nhiều ạ. Nghiệp đi rửa chén, quán ăn đồ. Con nghe chú có kể là cô đi rửa chén rồi chú ở nhà chú chăm sóc dọn dẹp xung quanh mộ thôi. Ừ. Dạ. Nên chủ yếu lên là coi lại cái chỗ này hả? Dạ. Ừ. Ở phía trước mọi người đây là những cái miếng ván gỗ đến từ những cái nắp quan tài mà sau khi cải táng thì mọi người vứt lăn lóc ở đây. Ở thời gian qua thì có rất nhiều người mê tín tìm đến lấy những cái nắp quan tài như thế này để cầu cơ, xin số đề. Và một số người khác thì lại lấy cái nắp quan tài này dùng để bào chế ra một loại thuốc gì đó mình không rõ để cho uống trị bệnh. Nhưng thực tế thì những cái điều này theo quan điểm của mình thì không nên. Bởi trong nắp quan tài, thứ nhất là đồ vật của những người đã mất. Ở góc độ khác thì khi mà mất đi thì cơ thể của con người bị phân hủy thấm vào những cái nắp, những cái ván gỗ như thế này. Nếu như vô tình chúng ta tiếp xúc nhiều hoặc là chúng ta đưa vào trong cơ thể thì ít nhiều mang những mầm bệnh. Cho nên là qua clip này Phong cũng khuyên với mọi người không nên mê tín bằng việc là lấy những cái nắp quan tài này cưa mang về cầu cơ, xin số hoặc là bào chế ra những cái vị thuốc gì đó liên quan đến yếu tố tâm linh để uống. Dự kiến thì trong thời gian tới chú Ba Trầu và mọi người sẽ tổ chức một cái lễ chay đàn ở khu vực này để cầu cho những cái vong linh, những cái oan hồn ở khu vực này được một phần bớt đi cái sự lạnh lẽo trước khi nghĩa trang này di dời, bốc mộ vắng chủ. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã quan tâm và chia sẻ ở câu chuyện này của Phong.